Lâu đài Château Senonceau nằm ở thung lũng Các Vị Vua, miền trung nước Pháp. Đây là một trong những lâu đài lộng lẫy nguy nga tráng lệ và đẹp nhất thế giới. Thung lũng sông Loa đã chiếm được vị trí quan trọng nhất trong lịch sử Vương quốc Pháp ở thời kỳ phục hưng. Vào năm 1461, vua Louis XI cũng đã đặt thủ đô ở Tours. Ngay cả khi vua Henry IV bắt đầu dời đô về Paris năm 1594, thì trung tâm quyền lực nhất của nước Pháp vẫn còn nằm ở khu vực thung lũng sông Loa. Cũng chính vì lý do này mà rất nhiều nghệ sĩ và thợ thủ công xuất sắc của Ý đã di cư đến đây làm việc. Trong số đó phải kể tới họa sĩ nổi tiếng Leonardo da Vinci, người đã sống những năm cuối đời ở khu vực lâu đài Amboy. Lâu đài này cách lâu đài Château Senonceau 107 cây số. Thung lũng sông Loa là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Đây là nơi trị vì của rất nhiều đời vua phong kiến, nên đã được mệnh danh là thung lũng của các vị vua. Ở mỗi đời vua, các bậc đế vương đều xây dựng cho riêng mình những tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ. Theo thống kê, có tổng cộng 42 lâu đài nằm ở khu vực ven bờ sông Loa, và mỗi lâu đài sẽ mang một dáng vẻ huyền bí, gắn liền với tên tuổi của những vị vua đã xây dựng nó. Trong số đó, hai tòa lâu đài đẹp nhất và được chú ý nhất, đó là lâu đài Senonceau và lâu đài Sambo. Giờ chúng ta sẽ đưa vé đi vào bên trong lâu đài. Giá vé hiện là 37 euro cho người lớn và 18 euro cho trẻ em từ 7 đến 18 tuổi. Trẻ em dưới 7 tuổi được miễn phí. Lâu đài Senonceau tráng lệ nguy nga như ngày nay cũng một phần, theo câu chuyện thâm cung bí sử, là kết quả do sự ghen tuông và thách thức giữa hoàng hậu và người tình xinh đẹp của vua Henry đệ nhị. Họ đã góp công tu bổ và giữ gìn cho tòa lâu đài càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Hoàng hậu muốn cho mọi người hoàng gia, nhất là tình địch, thấy tài khéo léo cách quản lý và nghệ thuật làm đẹp tòa lâu đài của chính mình. Sự thách thức giữa hai mệnh phụ phu nhân được thể hiện qua hai khu vườn. Vườn bên phải mang tên người tình Diana, vườn bên trái mang tên hoàng hậu Catherine. Điểm độc đáo của tòa lâu đài là hai phòng khánh tiết. Phần lớn nhất của tòa lâu đài được xây trên một cây cầu bắc ngang sông. Trên tường là những tấm thảm trang trí lộng lẫy từ thế kỷ 17. Bà Catherine de Medici là người kế vị của một gia đình quyền thế ở nước Ý sau khi kết hôn với vua Henry đệ nhị. Như một cách kết tình giao hảo giữa hai quốc gia, bà trở thành hoàng hậu nước Pháp vào năm 1547. Trong lâu đài có một nhà thờ nhỏ rất dễ thương. Những cửa sổ kính màu đã bị bom phá hủy vào năm 1944, được thay thế vào năm 1954 bởi nhà làm kính bậc thầy Mark Ingram. Sau khi nhà vua qua đời trong một trận thể thao cưỡi ngựa đấu giáo, ông bị đâm vào mắt và tử vong vào năm 1559. Bà Catherine trả thù bằng cách đuổi người tình Diane de Poitiers của vua ra khỏi lâu đài Senonceau. Diane dọn về một lâu đài nhỏ. Thâm thúy hơn nữa, bà Catherine treo ngay một bức ảnh lớn của bà mặc áo màu đen ngay trong phòng ngủ cũ của Diane. Thời bây giờ dân chúng Pháp gọi Diane người tình của vua mới đích thực là hoàng hậu nước Pháp. Phòng ngủ của Diane de Poitiers nổi bật với những kiệt tác của các nghệ sĩ như Murillo và Ribata, với những tấm thảm quý hiếm mô tả cảnh trong Cựu Ước. Cũng nói thêm, bà Diane là một phụ nữ xinh đẹp và cực kỳ thông minh. Bà phụ giúp vua Henry soạn thảo giấy tờ văn kiện và các việc triều chính, là cái gai trong mắt hoàng hậu. Đây là nơi tổ chức các cuộc vui chơi của hoàng gia và khách quý. Trong thời kỳ chiến tranh 1914 đến 1918, phòng khánh tiết này trở thành một bệnh viện quân đội. Lâu đài Senonceau sang trọng và quyến rũ, không thể nào tách rời với câu chuyện của hoàng hậu, vợ vua Henry đệ nhị và người tình của ông là Diane. Bà Diane là người tình mà vua Henry đệ nhị si mê và quý trọng nhất, dù lớn hơn nhà vua 20 tuổi.
khi vua cha François đệ nhất bại trận và bị bắt làm tù binh, Henry và người anh phải sang Tây Ban Nha làm con tin để đổi cho, vua cha được tha về Pháp. Trước khi lên đường chia tay, bà Diane đã hôn lên trán cậu Henry mới lên 7 tuổi, một nụ hôn mà cậu Henry không bao giờ quên, họ trở thành tình nhân hơn 10 năm sau đó. Khi lên ngôi, vua Henry đệ nhị tặng bà vô vàn bổng lộc, trong đó có lâu đài Chenonceau. Đây là khu vực nhà bếp của lâu đài, tổ chức rất ngăn nắp, có lò sưởi, có lò nướng bánh mì, rất sáng sủa với cửa sổ lớn, giao đủ loại lớn nhỏ được treo thứ tự trên tường, có bàn bằng cây và thớt để chặt thịt cá, có lò sưởi, tủ đựng thức ăn và đồ gia vị, dụng cụ nấu nướng được để trên kệ hoặc treo trên tường. Trong nhà bếp có cả bàn để cắm hoa. Đặc biệt là những nồi niêu xông chảo bằng đồng đỏ đều được đánh bóng sáng loáng. Có lẽ sau mỗi lần sử dụng, chúng lại được lau chùi kỹ lưỡng theo lệnh của nữ chủ nhân của tòa lâu đài. Phòng ngủ của Hoàng hậu Catherine de Medici với trần nhà bằng khung gỗ mạ vàng. Trên tường là những bức thảm thêu màu lộng lẫy ghi lại những sự kiện lịch sử. Phòng ngủ của César Vendôme, con trai của vua Henry IV, là chủ nhân của lâu đài Chenonceau vào năm 1624. Tất cả đều được giữ gìn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Mời các bạn xem một video khác của kênh Du lịch Media.